để đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các hộ dân trên địa bàn sau khi bị thu hồi đất giải hưởng công trình dự án, lãnh đạo quận ủy Bình Thủy vừa có buổi khảo sát tìm vị trí đất để xin chủ trương xây dựng các khu tái định cư. Lãnh đạo quận đến khảo sát thực tế ba vị trí đất tại phường Trà Nóc, Long Tuyền và Long Hòa, chú trọng tới vị trí địa lý, tính pháp lý, hạ tầng giao thông và các điều kiện đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân. Qua khảo sát, thống nhất chọn khu đất tiếp giáp khu tái định cư phường Long Hòa dọc trục đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 91B trên địa bàn phường Long Hòa, quy mô khoảng 18,5 ha. Lãnh đạo quận chỉ đạo các phòng chuyên môn ra soát thủ tục pháp lý đảm bảo chính xác, chặt chẽ để sớm xin chủ trương thành phố triển khai việc xây dựng khu tái định cư. Đồng thời yêu cầu ra soát lại các thửa đất công để có phương án xin ý kiến thành phố